Ờ xong cho vô. Nó không cho mình đột nhập kiểu vậy rồi. Kỳ quá à. Bà vô tao. Ây da, da, da. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft kỵ sĩ rồng. Trong thời gian giữa hai tập á, thì mình có chế tạo một ít cái Iron Mob Farm này. Đây là thứ có thể giúp mình farm bột xương cũng như là mũi tên á, rất là dễ dàng luôn. Nhưng mà nó tốn khá là nhiều các bạn ơi. Mình vừa phải làm thêm một cái lasso để bắt thêm một con mừng xương cho vào này nè. Và nó cũng được khá xương rồi. Nên giờ thì mình sẽ chế tạo thêm thức ăn và cho bé rồng của mình ăn nhá. Đây mình sẽ chế tạo Dragon Meal. Công thức của nó là được 7 phần ăn thôi hả? Ít quá, mình sẽ chế tạo thêm đi. 8 phần rồi nè. Làm thêm một lần nữa là được 16 phần ăn luôn. Hy vọng rằng với 16 phần ăn này thì bé rồng Emerald của mình có thể lớn lên luôn nhá. Rồi giờ thì cho bé ăn nào. Lớn chưa, lớn chưa? Khi nào mà có cái làng màu xanh xuất hiện là đã lên cấp đó các bạn. Coi lên cấp. Ui còn 2 phần ăn hả? À. Lên cấp. Hết rồi, còn há miệng còn đâu cho ăn. Ôi stack 3 rồi. Ôi mình cưỡi được rồi nè. Mà khoan, mình sẽ dẫn từ từ ra chứ để như vậy mình đi ngang cái là cái cây nó trồi lõi luôn á. Tại vì bé rồng của mình đi tới đâu là kiểu như là phá hủy mấy block xung quanh hết trơn à. Rồi giờ mình sẽ thử lượn bằng bé rồng Emerald này coi coi có sự khác biệt gì không nhá. Nhìn sơ qua thì nhìn bé rồng này có vẻ hiền hơn mấy bé rồng kia á. Rồi đi thôi, bay. Bay được rồi nè. Về tốc độ thì mình thấy có vẻ hơn chậm hơn rồng lửa một xíu các bạn ơi. Mình thấy rồng lửa thì bay tốc độ cao hơn. Nhưng mà không sao đâu, dù sao như vậy thì cũng ổn hơn rồi. Và giờ thì cho sống chung với mấy anh em rồng lửa ở đây nha. Còn riêng rồng băng á thì hiện tại đang cô độc ở đây, chắc mình sẽ ấp cái quả trứng rồng Sapphire trong thời gian gần luôn đi để cho bé rồng băng á còn có bạn nữa. Và đặc biệt hơn á, mình còn áp cao ở phía dưới Nether để cho cái quả trứng rồng của mình chuyển hệ hôm trước nó nở ra các bạn ơi. Giờ thì xuống dưới và dẫn bé ấy về thôi. Ôi chết chết chết, chưa chưa, mình cần phải mang theo thức ăn nữa. Giờ mình hết trơn thức ăn rồi nè. Xuống dưới dẫn bé ấy về phải có thức ăn mới thuần phục được. Thôi chết rồi. Ôi chết rồi, mình hết thịt rồi. Thật sự mai biết bé có chịu không nữa. Ôi thiệt tình luôn á, muốn dẫn người ta về và cho người ta ăn thịt zombie sao mà chịu được. Nhưng mà không sao đâu, mình sẽ thử nha. Giờ thì mình sẽ đi xuống Nether. Đây đây đây, hên quá, bé không chạy. Đây chính là rồng Nether này các bạn ơi. Phải mất rất là nhiều thời gian thì mới chuyển hệ cũng như là nở ra ấy. Đầu tiên thì mình sẽ cho bé ăn cá đi. Đó, ăn con cá sẽ tặng thêm mấy miếng thịt nè. Ui không chịu luôn hả? Được chưa, được chưa? Được rồi. Được rồi nè. Và đây là một bé rồng Nether đực luôn. Wow, tuyệt cú mèo. Giờ thì dẫn về nhà thôi nào. Hiện tại mới có 110 máu thôi à. Tại vì mới nở các bạn ơi, nên còn rất là ít máu luôn. Giờ thì mình sẽ mang về nhà để sống chung với rồng xanh lai luôn nhá. Vậy là rồng xanh lai có bạn luôn rồi. Đây, trời cũng sập tối rồi kìa. Chắc mình phải tranh thủ làm những công việc trong ngày hôm nay thôi. Ở trước với rồng xanh lai nhá. Ây da. Ui sao mất máu nhiều vậy. Rồng Nether nhỏ xíu hả. Coi rồng xanh lai đang nhìn bạn mới kìa. Wow, hai anh em ở đây chơi nhé, không cắn nhau nhá. Mấy rồng Ender chắc không cắn nhau đâu các bạn ơi. Và giờ thì mình sẽ đặt những cái mini mob farm ở đây đi. Một xíu mình sẽ có công việc liên quan đến nó. Giờ thì ngủ một cái nè. Sáng thức dậy thì mình sẽ tiến hành nâng cấp những cái Iron mob farm đó lên. Tại vì với cái cấp độ bạc á, thì cấp độ sắt chứ thì nó sẽ có tốc độ rất là chậm luôn. Mình sẽ nâng cho nó lên cấp độ vàng nè. Nó cấp độ vàng thì mình cần phải có hai cái bạc. Và từ cấp độ vàng mình sẽ nâng lên hẳn cấp độ kim cương để cho có tốc độ nhanh hẳn nhá. Nhưng mà giờ thì mình cần phải chuẩn bị thêm mắt của Ender đúng không? Thôi xong rồi, mình hết... À đây 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 còn nè. May quá, tưởng đâu hết mắt của Ender chứ. Mình sẽ đổi ra thêm một ít cái bọt bị lửa để làm thật là nhiều mắt của Ender. Rồi kế tiếp á, mình cần phải có que quỷ lửa nữa hả? Que quỷ lửa đây. Cần gì nữa không?
Và hai khối vàng. Khối vàng thì dễ rồi, khối vàng ở đây luôn nè. Mình cần phải nén vàng lại trước cái đã. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu lấy hai cái này đầu tiên để mình nâng cấp lên cấp độ vàng nhá. Đây. Gold mob farm đầu tiên nè, đặt xuống. Tiếp theo mình sẽ lấy cái này ra. Và cái sợi dây này mình cần phải lưu ý nha các bạn, khi mà mình không để ý kỹ á, để cho sợi dây này mất thì con vật bên trong cũng mất luôn, nên cần phải lưu ý khi mà bắt giữ những cái con vật quý hiếm kiểu như là Wither hoặc là Ender Dragon ấy. Mình sẽ lấy lại cái mini mob farm nè. Sau đó làm thêm một lần nữa theo công thức tương tự. Rồi với hai cái vàng này á thì mình sẽ test thử tốc độ coi nó như thế nào nhá. Đó, tốc độ nó đã chạy nhanh hơn hẳn rồi nè. Nhưng mà đây là chưa nhanh nhất đâu. Ở cấp độ Ultimate á, cần phải có Rune Seeker nè, cánh cứng thì nó sẽ có tốc độ siêu siêu nhanh luôn. Nhưng mà giờ thì mình chỉ nâng tạm lên cấp độ Kim Cương nè, tại vì mình chưa có chế tạo thêm những cái Wooden Mob Farm để nâng cấp lên á. Rồi tạm thời là ổn rồi đó, mình sẽ lấy lại và tiến hành nâng cấp nó lên cấp độ Kim Cương. Và mình cần phải có nước mắt gas. Cái đó thì chắc phải đi farm quá. Hôm trước mình lỡ dùng hết nước mắt gas rồi. Ồ, cái đó chắc là phải đi farm các bạn ơi. Bốn cái nước mắt gas, hai khối kim cương đúng không? Mình sẽ làm cái khối kim cương trước đi, tại vì công thức này khá là rẻ nè. Vô nhà vơ vơ coi còn cái kim cương nào không để mình lấy đi nó luôn. Kim cương. Tôi xong rồi, hình như hết kim cương hay sao ta? Tại vì mình không muốn lạm dụng quá nhiều vào cái cánh cổng kim cương á, mình chỉ lấy khi nào cần thôi. Và giờ mình đã có đủ rồi nè, nén nó lại đi. Đó, được hai cái khói rồi. Kế tiếp thì mình cần phải đi xuống chỗ của tòa tháp Urgas một lần nữa để mình farm thêm gas nhá. Xuống Twilight Forest rồi. Mình sẽ đi về hướng nào đây ta? Khu rừng bóng tối. Nè 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 nè. Hướng này nè, vậy là đi xéo về phía tay trái một tí. Rồi bay thẳng lại đằng kia luôn. Farm thiệt là nhiều nước mắt gas để dành sử dụng luôn nhá. Vì mình có thanh kiếm nhặt á nên việc farm gas nó cũng không có quá khó khăn đâu. Nhưng mà giờ mình phải tập trung bay con bển trước. Và hiện tại mình đang đói nè, làm miếng thịt rồng cho nó no hẳn nào. Nhầm 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 nhầm. Nó ăn một phát là no luôn. Thịt rồng thì mình hấp trơn rồi, chắc sắp tới phải tìm một con rồng hai ra khác để tiêu diệt và lấy thịt của họ. Mình hơi bị thích thịt rồng luôn, ăn nó hồi nhiều thức ăn cực. Và mình đang bay được nửa chặng đường rồi, một tí nữa thôi thì mình sẽ đến cái tòa tháp của con Urgas. Không biết rằng chỗ đó còn gas không nữa, mình sợ Urgas bị tiêu diệt á thì sẽ không spawn ra mấy con gas con. Hy vọng là nó vẫn spawn như bình thường nhá, để mình còn farm. Đợt trước mình farm mấy con rồi mình về hả, không có farm nhiều lắm. Nè nè, tới rồi nè. Rồi. Nó cao chưa? Hôm trước mình nhớ không lầm là gas con ở ở chỗ cao nhất thì phải. Ở đây đúng không? Ui sao này vắng tanh rồi. Ui chú sói đâu đây vậy? Ui bé sói này. Ui bé sói này đi đi đâu ở đây vậy? Mình à đây mình có xương luôn. Được được. Ui. Ui chết ấy à, mình lỡ đánh chúng nữa. Thôi bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh em ơi. Ui mình lỡ chọc giận mấy sói rồi. Còn giận không? Mình. Ui no. Ôi tự nhiên đi vô đám lửa chi. Thiệt tình mấy em này luôn á. Mình không có mang theo xô nước, bởi vì không có dập lửa hộ được. Thôi hy sinh một bé sói rồi. Để mình đi tèn tèn xuống tầng dưới coi coi có gặp không. Ủa đây là cái gì nữa đây? Ồ cái này nó kích hoạt cái gì á. Chưa để mình đẩy hết vô coi. Nó kích hoạt một cái hệ thống gì đó nhìn rất là nguy hiểm luôn. Rồi một cái cuối cùng. What? Ồ, thật không thể tin được. Ủa, cái gì á? Ủa, cái gì á? Ủa, gì đây? Ủa, sao sao? Dừng, 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 dừng lại, cái tòa tháp của người ta mà. Cái cúp, cúp, cúp đâu? Ui, à gách con, hay quá hay quá. Đúng thứ mình cần luôn. Hình như cái đó là cái máy triệu hồi gách con các bạn ơi. Tuyệt 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 nha. Rồi lấy nước mắt gas nè, để coi được bao nhiêu nước mắt gas nha.
Coi nào, được 8 nước mắt gas luôn. 8 nước mắt gas thì vừa đủ để mình nâng cấp hai cái mob farm. Quá tuyệt, quá tuyệt. Bên này còn nữa nè, để mình làm thêm một lần nữa đi. Cái nghi lễ này có vẻ vui á. Rồi, đóng lại. Và cái bên đây. Bay qua. Bật lên. Bà là. Cái này nếu mình lấy ra được không? Ô, nó không cho mình lấy rồi. Nó vận sức một xíu nè. Nổ một cái bùm. Nó chuẩn bị nổ nè. Ô, hình như nó niệm xong nó mới nổ. Ui, ui, ui. Nó niệm xong nó mới nổ các bạn ơi. Và xuất hiện một đống gas luôn. Tao mà farm. Mình sẽ farm thêm một quay nữa đi. Để mình có thể mang về sử dụng dần. Ăn vô cho no bụng nè. Ui, đơn này ba con mà. À không, không, không. Cũng được khá khá. Không tới nỗi nào. Rồi, cho nước mắt đi. Mà được 11 rồi. Quá hay, quá hay. Được như đây. Được 15. Wow. Ở đây nữa nè. Ui, nó mắc gắt. Ui, ui, ui. Ui, chết, chết, chết. Nó mắc gắt gớt dưới rồi. Không được mất nước mắt gas. Nước mắt gas quý lắm. Đây, nước này nè. Ủa? Ở đây có cái spawner mà. Ủa? Mình cứ tưởng phải triệu hồi ra mới được chứ. Mình có được 20 nước mắt gas luôn. Ôi chắc mình phải làm dấu chỗ này quá. Farm gas. Đó, mình sẽ làm dấu ở đây. Để có gì mình xuống dưới này á, mình farm cho nó dễ các bạn ơi. Đánh dấu màu hồng đi. Rồi, sau đó thì mình sẽ dịch chuyển lại cái bottle để mình trở về nhà và nâng cấp cái mini mob farm lên một cái nha các bạn. Cổng rồi. À đây đây, cổng này về thôi. Xuống một xíu thôi à, là mình đã được tới 20 nước mắt gas luôn. Lúc trước phải lận đận ở dưới cái khu vực Nether để tìm gas đó. Mà có tìm được đâu, giờ mới tìm dễ nè. Nâng cấp lên một cái. Vậy là mình đã có được một cái diamond mob farm luôn. Với cái này mình có thể farm xương siêu 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 nhanh luôn. Coi tốc độ của nó kìa. Nếu mình nâng cấp lên Emerald thì mình còn phải có sao Nether. Cái này thì còn xa xỉ đối với mình lắm, cho nên thôi, đợi khi nào mình có đủ ba cái đầu Wither, mình sẽ bắt một con Wither cho vô trong này và ông sao Nether thỏa thích luôn nha. Rồi giờ thì chắc mình sẽ dọn dẹp đồ lại một cái, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu công việc chính trong ngày hôm nay nha các bạn. Ở tập trước á, thì mình đã đánh bại một con boss phụ ở vùng đất băng giá, đó chính là con Yeti rồi. Giờ thì mình sẽ tiến tới con boss chính, đó chính là nữ hoàng băng nha. Không dài dòng nữa, giờ thì tiến tới cánh cổng và bước vào thế giới Twilight Forest thôi. Sau khi bước vào á, thì mình sẽ bật bản đồ và dịch chuyển tới cái hang động băng giá này nè. Đây là nơi mà mình đã đánh bại con Yeti ở tập trước. Và không biết rằng ở dưới chỗ này nó còn cái gì không ta? Giờ thì chỗ này nó tối mịt hả? Để mình đào thử xuống dưới một chút coi coi nó có cái gì ở phía dưới không nhá. Và có lẽ ở dưới này không có gì rồi. Nên thôi chắc mình sẽ lắp lại chỗ này. Rồi sau đó đi lên và khám phá cái tòa tháp của nữ hoàng băng giá luôn. Rồi đặt lại. Và đi lên cái núi tuyết thôi nào. Núi tuyết nếu mình nhớ không lầm thì nó ở bên này thì phải. Bật bản đồ lên. Đúng rồi hướng bên này. Và trên cái ngọn núi tuyết này còn có cái ngôi làng băng nữa. Mà không hiểu sao ngôi làng băng này. Ui, còn có rồng nữa. Con rồng này đâu ra vậy? Hôm nay cái gan đứng ở đây ạ. Đứng ở đây. Dám đứng ở đây hả? Giờ thì chắc mình sẽ lấy kiếm băng đi. Tiêu diệt con băng cho nó nhanh. Rồi, chịu thua đi. Chịu thua đi. Và con rồng này thì nó chắc cấp độ 3 hoặc là 4 thôi à. Nên chắc nó sẽ không rơi ra trứng rồng cho mình. Nên mình cũng không có hy vọng nhiều đâu. Rồi, giờ thử bằng may nào. Để coi rơi ra bao nhiêu vải rồng nha. Wow, con nó rơi ra một đống luôn kìa. Và mình được 31 vải, cũng là gọi là nhiều đó các bạn. Và giờ thì chắc mình sẽ cắt tạm mấy thứ này vô trong và tiến vào cái tòa tháp thôi. Điểm nổi bật của tòa tháp này đó chính là khả năng đổi màu của những block. Các bạn để ý cái màu nha. Nó sẽ thay đổi từ từ nè. Đó, mấy cái vân đó nó đang chuyển động đó các bạn ơi. Nhìn cực kỳ giống hiện tượng cực quang luôn. Và giờ thì mình sẽ tìm cái đường lên cái đó. Mỗi lần đến đây mình cứ thắc mắc là sao nhân làng có thể xây được cái nhà cao tít trên trển như vậy á. Mà cái đường vô đâu ta? Đừng nói chỗ này không có đường vô nha. Mình muốn vô ngay cổng chính luôn. Như cổng chính ngay đây thì phải các bạn ơi. Nè, đây có cái đường vô nè. Ô, phần nội thất bên trong nó cũng cực kỳ sặc sỡ luôn á. Còn có trụ đàng hoàng nữa nè. Cái này là cái gì đây? Ui, thiết kế đường kỳ vậy. Sao cái này phải biết bay thì mới đi lên dễ được á. Và vẫn chưa có thấy con quái hay con gì hết.
Để đi từ từ coi. Với lại mình để ý kỹ mới được, để không thôi bỏ sót mấy cái rương. Nè nè, thấy không? Ice bow, cung băng. Nhưng mà sao trừ rồi? Mới nhận được cái cung băng mà bị trừ mất tiêu rồi. Rồi không sao đâu, trừ hết 5% sát thương mũi tên. Một cái charm upkeeping, băng không cần, hoa không cần. Rồi lên tiếp nè. Vào chơi gì nhặt được đồ xịn là thích rồi nha. Cái phòng này thì à, trên đó có quái vật rồi. Cái này có hai đường thì chắc mình sẽ ui. Ui con này kìa. Mình đánh nó vẫn còn nhúc nhích được á. Cứ tưởng đánh xong là dám dám phá hoại block ở đây. Nó nó nhúc nhích nhìn kỳ quá à. Được thêm một cây cung băng nè. Ui nó biến những cái khối này thành cái thủy tinh luôn. Sao con đó mạnh vậy ta? Ồ, nè nổi tới trên này luôn. Và hướng này thì vẫn còn đường, có rương luôn. Được thêm một ít cái may wafer. Chạm hỏng không cần. Ủa, I win in God hả? Chạm hỏng 2 chắc cũng được, đi kệ mình lấy về đi. Rồi giờ thì mình sẽ đi lên trên tầng kế nhá. Coi nào. Ui tầng này có hai con luôn. Cái con này mình tiêu diệt nó xong thì nó sẽ nổ các bạn ơi. Nổ thì hư công ui ui ui. Nổ thì nó sẽ hư công trình á. Ui chỗ này sao chặn rồi. Đặt lock kỳ vậy. Không có gì hết. Ủa cái này là cái, ủa cái này là vật liệu gì á, mình đập cực kỳ lâu luôn. Ui không. À được 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 rồi nè. Aurora Pillar. Cái cột bằng Aurora các bạn ơi. Không có công thức chế tạo luôn. Xịn á. Đây là vật liệu xây dựng cực kỳ hiếm. Cực kỳ hiếm luôn. Ui ui. Sao bị dịch dịch chuyển ngược lại rồi. Bay lên ngược lại coi. Rồi đi tiếp. Và đây lại có rương nữa nè. Và được một ít cái Artifer. Cái này nó rơi ra giống như là của cái con Yeti vậy đó. Ở đây thêm nữa nè. Rồi đi tiếp thôi nào. Nãy giờ thì mình chỉ nhặt được hai cây cung là tốt thôi. Còn mấy đồ còn lại khá là bình thường. Cản trở là đặt cái trụ gì kỳ. Xây nhà thiết kế hơi bị lỗi nha. Và ở đây thì mình có được một cái Glass Sword. Kiếm thủy tinh. Brave full luôn. Ui ui. Ui đâu ra vậy. Ui ở đây còn có hiệp sĩ bảo vệ nữa. Hình như gần tới chỗ của cái nữ hoàng rồi. Có hiệp sĩ bảo vệ rồi nè. Căng à nha, căng à nha. Rồi có đường đi tiếp không? Ủa hết đường đi tiếp rồi. Đi cho cố vô cuộc cùng đường mất tiêu rồi. Thôi kệ đi hướng khác. Ở đây chắc mình sẽ đi xuống dưới lại nè. Tại vì hồi nãy mình thấy bên đây vẫn còn đường các bạn ơi. Ui ở đây xuất hiện thêm mấy quái rồi. Có vẻ khi mà mình xâm nhập vào á thì mấy cái con quái ở đây nó mới bắt đầu xuất hiện. Ui cái gì đây. Ui sao phát nổ tùm lum vậy mấy anh bạn play băng giá. Nổ hoài vậy. Ở đây mình sẽ đi xuống tầng dưới nữa coi. Rồi cái đường kia đâu? Hồi nãy mình thấy hai đường lận. Rõ ràng mình thấy hai đường. Giờ mất hết một đường rồi. Cái này nó không khác gì một cái mê cung mà đi lên cao đâu các bạn ơi. Nè. Wow, đi một hồi thì mình lại tìm được đường ra luôn. Ui. Hình như phía sau này có cái đường thì phải. Tại vì nó làm giống như cái cửa vậy đó. Vậy có dấu gì sau này không? Sao đặt 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 cái mấy khối này giống cái cửa vậy? Có cửa không? Không luôn. Aurora Block. Nếu thiết kế lỗi thì thôi, mình chạy lên trên mình khám phá cũng được. Hơi kỳ một xíu nhưng mà không sao. Ủa? Ủa là sao? Sao mình bay ngồi mình lọt ra ngoài rồi? Nếu mình đi thẳng một lượt lên trên thì sao nha? Vậy thì nó mất đi sự hấp dẫn ấy. Mình muốn khám phá từ từ rồi nhặt thêm đồ nữa. Lỡ trong này nó có một, ui trời ơi, suýt nữa thì gãy chân rồi. Lỡ trong này nó có một món đồ siêu siêu VIP thì sao? Coi ở đây có cái đường nào vô trong, đột nhập vô trong được không? Mình chui vô trong đỡ coi. Nè hướng bên này nè. Hôm trước mình có ghé qua đây một lần. Và cho mình một cây Ice Ball nhưng mà có thêm dòng sức mạnh. Tạm ổn nha. Hay hôm nay mình sẽ đổi đi. Mình sẽ dùng Ice Ball thay cho cái cây Diamond Ball nhá. Bằng cách mình sẽ gỡ dòng enchant của cây cung ra. Lấy cái ôi, lấy hai quyển sách này ra. Sau đó thì mình sẽ ép vô cái cây cung băng giá của mình. Cung nào? Cung này đi.
Rồi ép vô nè, sức mạnh nè. Đó, và cho thêm trầm hỏng nữa. Có vô hạn luôn. Ủa? Sức mạnh 3, mình sẽ gỡ sức mạnh 3, ép sức mạnh 5 đi. Rồi, giờ thì test sức mạnh của cung băng thôi nào. Cất những thứ không cần thiết vào trong lại. Cất cất vô. Rồi, giờ có cơ hội thì mình sẽ sử dụng cây cung liền luôn. Cái này là đường đi xuống. Phải nhìn kỹ nha, nhiều khi lại bỏ sót rune như hồi nãy. Này nè nè, có rune nè. Ui, kiếm băng gì ngộ vậy á. Nhìn giống cây chùy hơn á. Nhưng mà nó có clumsy rồi, nó bị trợn mình tùm lum hết trơn á. Thôi kệ, có cây kiếm mang về là vui. Và thằng này thì không có rune. À đây 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 đây, đối tượng của mình. Ui, đóng băng kìa. Ồ, đúng như cái tên luôn. Bắn một phát đóng băng nè. Ui, nhưng mà nó hơi yếu nha. Rồi 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 rồi. Mấy cái con mà nó nhúc nhích á, trước khi chết là mấy con đó nó nổ các bạn ơi, phải cẩn thận mới được. Nè, đây còn có lính gác nữa hả? Đánh chơi mà đánh lén nè. Đánh lén hả? Kiếm băng kết hợp với cung băng luôn. Rồi, đi sâu vào bên trong. Ây da, ây da, ây da. Cái này lại dẫn đi lên trên hả ta? Nhìn cái này quen quen à. Cái này mình thấy nó hơi quen quen á. Phải thằng hồi nãy không vậy? Đừng nói đi vòng vòng một hồi trở lại chỗ cũ nha. Vậy không vui đâu. Nói chứ còn gì nữa. Chỗ cũ nè, bị nổ mất lót nè. Gì không ổn rồi, phải trở lại cái tầng mà mình chưa khám phá mới được. Tầng nào mình chưa khám phá ta? Nhà hình như tầng này thì phải nè. Đúng không? Đúng luôn, tầng này mình chưa đi lên nè. Rồi, kiểm tra cho mình Enderpole. Lần này là một cái cung Ender rồi, không phải cung băng nữa. Quality Light. Cho mình thêm cái sát thương của mũi tên nè. Ở đây còn rương. Tiếp tục là một cây Ice Bow. Và có Ice Bomb nữa. Kiếm của kỵ sĩ luôn. Tuyệt 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 tuyệt. Và còn đường không? Có vẻ hết đường rồi. Nãy giờ mình khám phá hai tầng thì mình thấy đồ trong đây nó cũng không gọi là quá xịn đâu các bạn ơi. Nên thôi chắc bây giờ mình sẽ tìm đường ra bên ngoài đi. Mình sẽ trèo thẳng một lượt rồi trèo lên trên á. Tiêu diệt luôn cái nữ hoàng ở đây rồi nhanh chóng khám phá nơi khác nữa. Không biết nữ hoàng nằm ở cái tháp nào nữa ta. Đây có bốn tháp nhỏ lận. Tháp cao nhất nè. Hay là ở giữa ta? Mình cũng chưa biết rõ nữa. Ôi vui, mình đang rơi tự do. Mình đang đói bụng hay gì. Thôi đỡ mình vô tạo một cái đi. Tòa tháp cao nhất là tòa này, đây đây đây, tòa này đúng không? Làm liều luôn, bay vô trong coi coi có gì đặc biệt nào. Ui 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 ui. Bay vô trong, rồi, đáp xuống. Nhưng mà mình đào chậm quá, cái khối này nó hơi bị cứng các bạn ơi. Nó cứng chắc là để bảo vệ nữ hoàng á. Ui giời. Đúng luôn. Ui đúng phòng nè, đúng phòng nè. Gì? Ây da da da. Ủa sao bị vướng rồi? Không cho vô hả? Không cho vô cách này hả? Ủa kỳ vậy? Dù sao đây là cũng là một cách hay mà. Ủa sao không cho vô? Nó không cho mình đột nhập kiểu vậy rồi. Kỳ quá à. Bay vô sao? Ây da da da. Rồi. Nữ hoàng băng giá. Nữ hoàng. À thì ra cái này dùng để dịch chuyển mình. Ui ui ui. Ui chịu hồi đệ tử hả? Mình sẽ dùng cây lá xo này tiêu diệt luôn. Còn lá xo nè. Ủa cây kiếm đâu rồi? Một hit chiến thắng mà sao kỳ vậy? Kiếm mình đâu? Rồi luôn, lấy ice xo thôi. Kiếm băng. Lấy độc gì độc luôn nè. Ây da, ây da. Dám. Úi. Kiếm băng nó có đồ bền hơi thấp các bạn ơi. Quýnh một cái muốn hỏng rồi kìa. Hình như ở trạng thái này hình như quýnh không được thì phải á. Nè, ở trạng thái này mình quýnh không gây sát thương. Ui, đánh được. Nhưng mà hơi khó thôi. À, tính ra nữ hoàng băng này cũng yếu đuối lắm luôn á. Tại vì nữ nhi mà, sao quýnh lại nam nhi được. Dám ở đây quýnh lộn với mình nè. Điều hồi lẹ đi rồi mình còn đơm luôn một hẻ nè. Đây. Ăn vô một phát. Ui ui. Ăn vậy thì phí lắm. Thôi sao không luôn. Mãi mê bắn cung. Một hồi mình mất hết mũi tên luôn rồi. Ui ui. Ây da, ây da, ây da. Ồ, nữ hoàng mà cũng phá hoại với ta. Làm hư hết chỗ này rồi nè. Dám. Ui ui.
Làm gì vậy? Đây cung điện của nữ hoàng đây. Phá là Lộc không có chịu trách nhiệm đâu nha. Phá nè, phá của chung nè. Nữ hoàng mà không biết bảo vệ cung điện gì trơn. Nữ hoàng gì kỳ vậy? Nữ hoàng nè, dùng kiếm của nữ hoàng để trong rương quấn nữ hoàng luôn. Nữ hoàng nè, ui ui. Tên lính gác này dám khèo mình hả? Rồi. Bye. Bye bye nữ hoàng luôn nha. Này thì nữ hoàng này, cái tội ha, dám phá phá ở chỗ này. Mình sẽ vứt hết mấy cái bóng tuyết để nhặt cái Snowwind Trophy. À còn thứ gì nữa ra không? Triple. Cái này không có công thức luôn nha. Hồi hàng hiếm nha các bạn. Còn cái gì rơi dưới không? Có vẻ hết rồi. Không sao không sao, giờ đi xuống dưới một, xuống dưới một tí coi. Dưới này là một cái căn phòng bình thường hả? Ờ tính ra mấy cái nữ hoàng trong này cũng không có mạnh cho lắm á. Cứ tưởng là nữ hoàng sẽ rất là mạnh, mình quánh không lại luôn. Ai dè nữ hoàng cũng yếu xìu, giống như mấy tên lính gác vậy đó. Ừ, làm thôi thôi kệ đi, dù sao mình cũng quánh người ta rồi, mình cũng than thở thì kỳ lắm. Ui cứng vậy. Cho mình đi xuống tầng dưới coi coi có gì để lấy đồ không. Mấy cái tầng này thì nó không có cho mình đồ. À đây đây có rương nè. Cuốn sách sức mạnh, à, cuốn này thì lấy được. À, than thì thôi kệ không lấy đâu. Lấy một ít cái may wafer thôi. Rồi giờ thì chắc mình sẽ rời khỏi cái tòa tháp này thôi chứ. Tiêu diệt xong nữ hoàng rồi ở đây cũng đâu có lấy được cái gì đâu. À, rồi giờ thì mình sẽ rời khỏi tòa tháp này cũng như là dọn dẹp đồ lại một cái nha các bạn. Ngoài cung điện của nữ hoàng á thì hôm trước mình còn phát hiện ra một cái tòa tháp nó cao cực kỳ các bạn ơi, và vật liệu làm hình như bằng thạch anh hay sao ấy, nó hơi trắng trắng, nên giờ thì mình sẽ trở lại chỗ đó để coi coi đó là khu vực gì nhá. Và hình như chỗ đó nó còn có mưa axit nữa cơ, loại mưa mà khi mà mình chạm vào á thì nó sẽ mất rất là nhiều máu luôn. Nè hình như tới rồi nè đúng không, nó gần gần với cái chỗ nè. Đó, dấu hiệu của khu vực này đó chính là những cái cây có gai. Nó cái này là mưa axit đúng không? Ủa sao chưa bị mất máu ta? Đó 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 đó, các bạn thấy chưa? Nó mất máu nhiều cực. Ui. Ui nó còn có cổng nữa kìa. Wow, có cổng vô 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 vô. Vô. Ui cổng mở rồi. Ui chết 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 chết. Ồ mình mất máu nhiều quá. Và đây có cái trứng rồng. Trứng rồng Terra. Lẹ 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 lấy trứng rồng. Đi ra thôi, lẹ 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 lẹ. No 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 no. Hình như mình vẫn chưa khám phá được cái tòa tháp trắng này các bạn ơi. Hơi khó đây, để mình xem lại thành tựu một lần cái đã. Nhưng mà trước khi xem mình sẽ ăn một cái nha. Nãy giờ giờ trộm mất máu quá trời luôn. Coi thành tựu Twilight Forest nè. Cái đó hình như là để mình coi coi. Cái thành tựu cái tòa tháp đó ở khúc nào ta? Trong đây mình đâu thấy cái tòa tháp có tháp nào đâu. Ủa nó nằm ở khúc nào nhờ? Đây 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 đúng rồi. Cái này đó là Thornland. Và mở khóa cửa của cái lâu đài. Nhưng mà trước khi đó thì mình cần phải tìm một cái kiểu như là cái đèn thần vậy đó các bạn ơi. Ở cái Troll Cave và đốt cháy nó. Cái Thorn Cây là ở đâu ta? Chưa, để bây giờ mình bay vòng vòng coi coi mình có đủ may mắn để gặp cái Thorn Cây đó không nhá. Để mình còn mở khóa cái thành tựu đó nữa. Rồi, hẹn gặp lại các bạn khi mà mình tìm thấy thứ gì đặc biệt đó nhá. Nãy giờ thì mình bay lượn xung quanh đây và đang thắc mắc là không biết ở dưới cái chỗ mình đang ở nè có cái gì không mà nó được đánh dấu khá là nổi bật trên bản đồ luôn. Chưa, để bây giờ mình tìm một chỗ nào đó coi có cái hang nào dẫn xuống dưới lòng đất không nhá. Để mình khám phá cho nó tiện. Ui. Ở đây có cái ravine luôn nè. Ây da da, skeleton. Đi ra chỗ khác. Tự chết luôn. Và đây là cái quả gì đây? Không rơi ra gì hết. Ủa. Để mình nhìn bản đồ lên một lần nữa coi. Nè, ở phía trước mặt nè. Chắc mình phải đào xuống dưới lòng đất một tí cái đã. Để coi coi ở dưới, phía dưới lòng đất này có cái gì nha. Mình nghi lắm tại vì đợt trước á, mình cũng đã khám phá được hang động của mấy anh thợ mỏ một lần rồi. Và nó cũng được đánh dấu bằng một điểm khá là nổi bật trên bản đồ á. Và cái này không biết có tương tự không ta. Tọa độ của mình nè.
Ui, phía trước mặt hình như là một cái hang động gì đó, khá là to luôn. Chưa, để mình đào thẳng về phía trước để coi coi nó là cái gì nhá. Phải khám phá kỹ mới được, biết đâu trong đây lại là một cái hang động bí ẩn thì sao. Rồi đi tiếp thôi, tại vì trên cái thành tựu nó có ghi là mình cần phải tìm một cái hang động tròn ấy. Ui chưa hết, mình nghe tiếng con zombie rồi đó. Tới chưa ta? Ui chết rồi, mình đào hơi 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 sâu thì phải á. Để mình đào lên trên lại. Đào hơi lố hơi lố. Rồi lên trên lại nè. Mình đang rất là ngầu, không biết trên có gì không nữa. Lỡ lên trên em nguyên một đàn quái nó đợi thì thì toàn thiệt sự luôn. Rồi. Ui mình thấy nước rồi. Ủa làm gì trên đó có nước gì vậy ta? Ngày càng lạ nha. Ủa mình đào bấy chỗ này có cỏ luôn. À thì ra mình đào lên trên mặt đất. Đó nào mình thấy có nước. Nhưng mà trên bản đồ này nè, nó vẫn ghi là có cái hang động ở đây. Ê, nó còn phát sáng nữa chứ. Kỳ lạ thiệt. Ủa cái này không phá, khám phá không được các bạn ơi. Kỳ lạ thiệt. Ủa à đây cũng có dụng nước nè. Ui nhưng mà hang động này nhìn có vẻ khác thường nha các bạn. Cái này không biết có phải troll khay không nữa. Ở đây có skeleton nè. Nhìn lên thêm một lần nữa coi. Ui đây nó còn có cái gì đỏ đỏ nữa chứ. Hiện tại thì mình đang ở, ôi như mình đang hơi xa cái chỗ mà mình xác định thì phải. Là phải đi ngược về hướng bên này. Rồi kệ mấy con quái đi. Coi có đường nào khác dẫn tới lần kia không ta. Sao mình đi nó cứ giật lùi hoài vậy. Sợ cũng chết luôn à. Đừng có giật lùi nữa coi. Đường qua đây. Trời ơi trời. Nhìn trên bản đồ kìa. Quái nó chi chít nhìn mắc ớn luôn á. Gì đâu mà quái nhiều dữ vậy. Ui chưa hết. Ui dạ. Dám bắn mình là xong rồi. Tàn đời ngươi rồi. Nghĩ sao bắn mình không biết nữa. Cái này là cái gì đây mà cứ. Đây là cái quặng Kronstein. Dùng để làm gì? Nung ra. Mình nghi lắm. Tại vì nó cứ phát sáng kiểu như redstone vậy đó. Đi đi ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác này, dùng hammer quýnh lộn luôn nè. Đừng có đùa với hammer nha. Hổm đài công dùng thôi. Chứ quánh cũng ổn lắm chứ bộ. Ui con gì kìa. Quá giật lạ, quá giật lạ. Và không rơi ra gì hết. Ủa kỳ vậy. Đáng lý ra mấy con lạ lạ phải rơi ra đồ cho mình chứ. Ủa, cái hang động này nhìn bí ẩn lắm luôn á. Coi coi hiện tại mình đang ở đâu rồi. Mình cần phải gán đi tìm về cái vùng trung tâm này nè. Chỗ này mình nghi ngờ lắm. Rồi được được được, đi thẳng về phía trung tâm thôi. Vừa đi vừa nhìn bản đồ chứ không thôi đi hồi lạc á. À đây đây, đường xuống đường xuống. Ủa sao nó đi hồi về hướng cũ ta? Để mình tự khai mở hướng một cái đường coi. Ồ, cái này hang động mình bí ẩn quá. Mình chưa rõ đây là cái hang gì nữa nhưng mà cứ khám phá đi, hậu quả tính sau. Rồi. Qua đây là một cái đường đào có amethyst quặng kìa. Ồ, mất chỗ này chỗ nãy mình đi rồi, mình nhìn quen lắm. Nhìn bản đồ lại thêm một lần nữa. Ủa nhìn tình hình này giống mình bị lạc vậy ta. Nhìn giống như là mình đang bị lạc vậy á. Đừng có giỡn nhau mà. Cái này thật sự là troll cây rồi. Chứ không có cái hang nào mà em dễ bị lạc như vậy được. Ít nhất cũng phải đi 2-3 vòng mới bị lạc chứ. Cái này mình mới vô là dường như mình đã bị lạc rồi. Ui cái gì đấy. Kim cương nè. Wow, đi vô đây, Ron K mà cũng cho kim cương nữa, tốt bụng vậy. Rồi, xem lại một lần nữa nè. Ron K. Mà sao nó cứ... Ủa vậy? Ủa? Ui, con nào quýnh mình? Cả gan dám quýnh mình hả? Skeleton nè. Ui, ai đó chỉ mình ra khỏi cái này đi. Mình lạc rồi. Hồi nãy mình thấy rõ ràng ở đây có cái khu vực gì nhìn đặc biệt lắm. Để mình đào thẳng về phía trước luôn nè, không có đi nữa. Mệt rồi, giờ dùng cách đào đi cho nó an toàn. Chứ mình đi một hồi thế nào mình bị cũng bị lạc nữa cho coi. Ủa nó dẫn mình tới cái hang nào nữa đây. Có Creeper. Lại là Creeper. Còn gì nữa không? Chỉ có vậy thôi à.
này cái hồ nước. Lần đầu mà mình gặp một cái hang kỳ lạ như vậy luôn á. Lúc trước mình đi khoảng 5-6 vòng hoặc là 3-4 vòng thì mình mới lạc. Cái này mới vô là mình bị lạc mất tiêu. Ui ui. Ủa cái gì trước mặt mình vậy? Ồ hình như nè, cái này có mấy cục hạt diệp lạc nè. Có nấm nữa. Quá trời luôn, cái này trong. Ủa tự nhiên ở đây có cái cục hạt diệp lạc là sao ta? Chẳng lẽ nó đặt ở đây chơi à? Ủa cái này của mình nó không có đào được kim cương. Ủa đào được hắc diệm thạch chứ. Vậy là phải lấy cái cúp kim cương mình ra rồi. Đây cúp kim cương của mình nè. Rồi đào ra coi. Ủa cái này không cho đào hả? Ủa mình nhớ cúp kim cương đào được hắc diệm thạch mà. Ủa kỳ vậy ta. Ủa hắc diệm thạch này bị gì rồi? Không có đào được. Còn cái này thì sao? Ở cái này thì cho đào. Hả? Có rương kìa. À, vậy là mấy cục hắc diệm thạch nhỏ nó rỗng ruột. Có Oberosoi, vậy là cái đất ở phía trên mặt đất mà mình gặp hồi nãy nè. Thì ra nó là cái mình có thể tìm. Một cái hạt đậu phép thuật hả? Magic Pin. Ui lạ nha, lạ nha. Cái này có công thức gì không? Không luôn. Hạt đậu phép thuật. Còn trong này thì sao? Thử coi, thử coi, phải thử hết mới được. Biết đâu trong đây lại còn thì sao? Trong này không có. Kỳ lạ thiệt. Bên này cũng có một cục hắc diệm thạch khổng lồ nè. Nhưng à đây 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 đây, cục hồi nãy mà mình gặp nè. Ôi gì là trong mấy cái cục nhỏ nhỏ như vậy á. Ui, lính gác nha. Tên này tên mập mập mà dám hay hổn hổn nữa. Đã mập rồi à, còn hổn như vậy thì mình phải quánh mới được. À đây đây đây, núp lùm cái màu của con skeleton nó gần như tạp màu với cái cục sỏi. Mình vòng nhìn hai ba vòng mới gặp được được hai cái hạt đậu phép thuật rồi nè. Ui, đâu ra vậy anh bạn? Ở đây có cái cây gì nữa? À, dám muốn mình lại đây, lại đây, lại đây. Một một clutch clutch hết luôn, dám quấn mình hả? Ô mấy cái quả này còn rơi ra trái nữa nè. Ồ, mình trong thành tựu này nó có ghi một cái dòng chữ, đó chính là mình cần phải đâu mất tiêu ta. Tìm một cái lam upsider trong cái tròn khay này, và cái này chắc là tròn khay rồi chứ còn gì nữa. Và cái lam đó ở đâu ta, kiểu như cái đèn vậy đó. Cái đèn hay là ở đây cũng có thể, cũng có thể lắm. Để mình test thử, để mình test thử. Một cái rương nữa nè. Không phải rồi. Vậy cái lam đó ở đâu ta? Mình nghi ngờ là nó sẽ nằm ở trong cái khu vực này, nhưng mà mình tìm cách khác coi. Cách kiếm được, mình tìm cách khác mình vô. Đào dưới lên. Không cho đào vô nè. Cục hắc diệm thạch mình đào tầm 5 giây là xong một cục chứ gì. Còn cái này nó không cho mình đập luôn. Kỳ lạ thiệt, tại sao ta? Nó cũng cùng một loại hắc diệm thạch mà. Ui và trên nhìn bản đồ kìa. Quái nó quay mình thực sự luôn á. Quá trời quái luôn. Giờ chắc mình sẽ làm dấu cái chỗ này trước cái đã. Rồi sau đó thì mình sẽ trở lên trên đó để mình trồng thử cái hạt đậu này nhá. Tại vì trong những bộ phim phép thuật á thì hạt đậu thượng thánh mình trồng một phát á là nó sẽ kiểu như là lớn thiệt là cao luôn. Đây mình sẽ đặt là khay tròn. Ờ không, tròn khay chứ. Tròn khay. Rồi, luôn màu đỏ đi để chứ thể hiện sự nguy hiểm. Ôi trời ơi, bắn nhầm bắn nhầm. Và sau đó thì mình sẽ trở lại ngay chỗ này luôn, nhưng mà mình sẽ làm new một cái đi. Tọa độ mình sẽ đặt cao cao lên. Cái này mình sẽ đặt là 90. Đó, vậy thì mình sẽ không sợ dịch chuyển kẹt đầu. Rồi, ổn rồi, ổn rồi. Và mình sẽ thử trồng cái hạt đậu này nhá. Coi coi hạt đậu mình sẽ trồng ngay đây luôn. Ba hạt mà sợ gì, test thử một hạt. Ui nó không cho trồng. Cái này nó cũng không có một một tí thông tin nào hướng dẫn mình trồng luôn á. Hay là phải có nước ta? Nhiều khi phải có nước nó mới cho trồng á. Để mình thử coi chỗ nào có nước mình sẽ đặt xuống thử nha. Chết rồi, trên này cao quá. Đây 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 có nước luôn. Rồi chịu không nha? Không chịu. Không chịu, không chịu. Vậy là cái này không phải rồi, không phải cách cái đó rồi. Mình phải nghiên cứu cách làm sao á để mình có thể mở khóa được cái thành tựu I wish for more burning.
Cần không biết đốt cái đó ở đâu nữa, mà trên đây có chỗ của mấy cái người khổng lồ nè, Iran mình luôn á, đang người khổng lồ nè. Coi bự chưa. Ui còn nuôi chim trên đây nữa hả? Ai da da da, lâu rồi không lên sao cũng hung hãn vậy, giống nhau mà. Cái này là anh em không ghét khác gì một tí nào luôn nè, cho các bạn xem này. Đó, mình sẽ cởi giáp ra thử nha. Nè coi nè. Khác một cái là mình riết kít hơn thôi, tại vì mình có đeo dây chuyền nè, và mắt kính thì mình bỏ nhà rồi. Mình mà mang đeo mắt kính đó, thì ha, bao ngầu luôn. Nó mình như cái em thanh niên trong nhà y gan luôn kìa, không khác một tí nào luôn. Mà thôi đi, mình sẽ không đánh mấy anh bạn này đâu, dù sao đó đó cũng là hình dạng của mình mà. Mặc áo giáp thì chắc giờ mình sẽ trở về nhà thôi, chứ đi lui thui ở đây hoài mà cũng đâu có tìm được cái gì đâu. Nghiên cứu cũng như là nghỉ ngơi một lúc rồi trở lại đây cũng được. Rồi giờ thì mình sẽ ăn một miếng thịt, sau đó trở lại cái portal và cùng nhau trở về nhà thôi nào. Ở dưới này cũng lâu rồi không tốt đâu, rồi về nhà thôi. Và như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình đã mang cái bé rồng Nether từ dưới Nether trở về đây để sống chung với rồng xanh lai. Mình sẽ cố gắng chờ đợi cho hai bé rồng này mau lớn nhất có thể nhá. Và ngoài ra thì mình đã nâng cấp những cái mini mob farm mà mình chế tạo từ cấp độ thấp nhất, đó chính là cấp độ wooden đó các bạn ơi. À, đây cấp độ wooden nè, và mình sẽ nâng từ từ lên cấp độ kim cương, và nếu như farm được những cái con wither thì mình sẽ cố gắng nâng cấp lên cấp độ emerald hoặc là cao cấp hơn, đó chính là inferno này, và cuối cùng đó chính là ultimate luôn nhá. Và mình sẽ cố gắng nghiên cứu cách làm sao để mình có thể đi đến cái tòa tháp kia cũng như là mở khóa cái thành tựu mình còn đang dang dở nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.